Dạ em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thu, em ở Mỹ. À ở Mỹ. Mà em bị đau thần kinh tọa hay là thoát vị đĩa đệm như thế nào? Em bị thoát vị đĩa đệm hồi 3 năm về trước, rồi nó dẫn tới thần kinh tọa. Lúc đầu là em chỉ đau phía bên tay, chân bên tay phải. Xong rồi sau đó một năm thì bắt đầu càng ngày càng nặng, mà cái người của em nó méo qua một bên luôn. Thì sau đó thì méo sang bên đi cũng không, cũng đau, mà ngồi cũng đau, mà nằm cũng đau. Sau đó thì bác sĩ chụp MRI thì nói là em bị nặng quá, cần phải mổ liền. Thì mổ thì bác sĩ cũng giải thích là cái đĩa đệm nó chính giữa hai đốt xương, thì cái chất nhầy ở trong đĩa đệm nó chảy ra ngoài, nó đè lên cái dây thần kinh. Thì bác sĩ chỉ mổ cái phần mà cái chất nhầy đè lên cái dây thần kinh ra thôi. Thì khi mà em mổ xong, cái cảm giác mà em thức dậy đầu tiên đó là cái lưng rất là nhẹ, giống như là cảm thấy mình hết bệnh vậy đó, mừng lắm. Sau đó 2 năm thì không có thấy bị đau đớn gì hết, bệnh là nghĩ là hoàn toàn hết. Nhưng mà 1 tháng trước khi em về Việt Nam thì em mới bị phát bệnh lại. Thì kỳ này không phải là chân phải mà nó qua chân trái. Qua chân trái thì nó đau từ cái chỗ mà mổ, nó đau xuống cái chân trái. Rồi cái đầu nó, những cái triệu chứng nó giống như bệnh ngày xưa. Rồi khi mà em đứng lâu thì rất là đau, đau chịu không nổi, mà dạo gần đây cứ bị tê cái chân, mà tê ngày tê đêm luôn. Người nhiều khi mình nằm là tê luôn tay luôn. Đi lại thì sao? Những lúc nặng nhất thì đi lại, đi lại thì nó không có được tự nhiên, như là lúc mình không có bệnh nó cứ đau ngay cái lưng thì mình đi nó không có thoải mái, mà cái chân mình không có thẳng được. Đó là nó cản trở mình. Mà thấy nghe người chị này nói là có lúc phải sao? Phải bò hả? Bò ăn cơm. Phải bò ra ăn cơm hả? Rồi bây giờ thế này nhé. À, bây giờ thì lớp mình sẽ dọn một cái con đường, chị mà suy giãn tĩnh mạch đó, chị dẹp ghế, dọn một cái con đường cho em này đi lại nhé. Rồi à, bây giờ em trước hết thì cho hỏi em làm nghề gì? Làm nghề này. À rồi, rồi dẹp một cái chỗ này thôi, dẹp một chỗ giữa sẽ được rồi. Rồi rồi thôi, mọi người dừng đi ạ, không có nào. Rồi được rồi ạ, thôi dừng đi ạ. Làm mà em nói, em làm nghề gì? Dạ em làm nghề này. Làm nail ha. À em làm nail ở Mỹ. À thứ nhất á, cái những cái người mà làm nail á, bệnh nghề nghiệp, ngồi lâu, ít vận động, do đó mà cái mao mạch á, những cái mạch máu nó bị tắc nghẽn và nó gây bệnh. Thứ hai nữa là em này có một cái triệu chứng rõ rệt, đó là bị nhiễm độc chì, nhiễm độc hóa chất. Cơ thể em nhạy giống như là nhạy cảm với hóa chất, do đó mà có một cái triệu chứng là nhiễm độc. Vì thế nên là khi đã nhiễm độc thì nó lại tăng thêm cái bế tắc đó. Nó phối hợp với lại cái việc là mình vận động ít, và cái tư thế làm việc của mình nhiều khi là một cái tư thế mà ít thay đổi, nên là sẽ có nguy cơ bị bệnh tật nhiều. Và những người làm nail như em á, nhiều người bị chứng bệnh này lắm. Và bây giờ mà trước hết á, thì bây giờ sẽ chữa cho em, cũng như là hướng dẫn cho lớp chữa. Nhưng việc mà em muốn mà cải thiện triệt để của cái chứng bệnh của em á, em buộc phải chườm gan suốt đời. Và cái chườm gan đó sẽ giúp cho em thải độc mỗi ngày. Vì bây giờ sau khi mà đã chữa, đã bớt rồi, em quay trở về Mỹ, buộc vẫn phải tiếp tục hành nghề thôi. Chứ đâu có chọn nghề khác được. Và mình biết cái cách rồi thì mình cứ chườm gan. Mỗi một khi mà độc tố mình tiếp xúc mà nó thâm nhập vào cơ thể, mình lại chườm gan, lại thải độc, lại thanh lọc nó đi. Thì đấy là cái cách nha. Em lưu ý là chúng ta sẽ luôn luôn là phải chườm gan thôi. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu. Rồi bây giờ em sẽ đứng lên nhá. Em đi ra đằng kia đi. Em đi tới đi lui cho lớp xem. Mà mọi người nhớ là sáng nay là đã chữa cho được bao nhiêu phần trăm rồi. Quay lại đây xem nào. Sáng nay là chưa có làm gì hết á, mà mới có cho dùng cái đai và cái cặp đá bớt lạnh. Bớt đau khoảng 50%. À bớt đau 50%. Nhưng mà khi mà giờ thì nó cũng đau lại. Đúng rồi, chính nó xác. Chỉ là giảm đau ngay lúc đó thôi. Đúng rồi, bây giờ mình bắt đầu làm để cho nó khỏi đau ha. Dạ. Rồi. Ok, lúc trước là đau quá, nếu máu khóc nên là phải cho gì? Phải cho giảm đau ngay. Mà giảm đau không phải bằng thuốc, mà bằng gì mọi người? Bằng cái cặp đá lạnh ấy. Chườm đá lạnh ấy, để cho em này có khả năng có thể ngồi học được. Thì nếu không thì em không có ngồi được. Bây giờ bắt đầu thấy cười rồi đấy. Thấy cười rồi đấy. Đến lúc nào chỉ có nhăn. Rồi bây giờ đi lại cho lớp xem đi em. Chúng ta nhìn cái tướng đi của em này ha. Đẹp chưa?
chân phải. Hả? Đúng rồi, bị lệch luôn. Mọi người nhìn này, cái chân đi sao? Cái chân phải nó bị cứng. Không có nhấc được. Rồi cái vai, hai cái vai nào ạ? Đúng rồi, bên thấp bên cao, ai nói đúng rồi đấy. Chút nữa chị đi hàng hai luôn hả cô? Đó, cái chân như vậy đó. Không dở lên liền. Bây giờ dở cái chân lên không? Bây giờ cứ lẹt xẹt như là người liệt thế à? À, bây giờ mọi người nhớ cái tư thế lẹt xẹt của em nhé. Rồi, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục kiểm tra tiếp. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Bây giờ chữa thần kinh tọa. Việc đầu tiên, việc đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra tứ đi. Ok, vừa rồi là mọi người đã kiểm tra đi đứng rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra. Em ngồi đi. Hôm nay mọi người ha. Mới đầu đến lớp. Đó, mình xem đi lại đó. Rồi mình xem cái chân bên lệch sền đấy. Vai thì lệch đúng không? Vai lệch bên cao bên thấp. Chân thì đi không có nhấc được chân, lệch xà lệch sệt. Rồi nếu mà mình muốn kiểm tra nữa, mình có thể cho em này cúi, cho em này ướn, cho em này bạn mình cũng được nữa. Nhưng mà tình trạng em này đau quá nên là không có bắt. Đau lắm. Rồi bây giờ tôi muốn cúi cho mọi người xem không? Cúi chào con. Đó, đau quá nên là không có hành. Hiểu không? Mọi người hiểu không? Tức là bởi vì tôi thấy chị Nhạn quá đau. Chứ bình thường chúng ta sẽ kiểm tra xem cô này cúi như thế nào. Từ lát nữa chúng ta so sánh lại trước sau. Nhưng mà cô này, cái bệnh này của em là nếu mà em cúi là rất là đau, mà em chặn thừa cũng không được. Đó. Nên là mình không có bắt cố làm vì đau quá. Nhưng bây giờ em cứ thử xem sao. Thử đi. Thử đi. Thôi được rồi, mà đau quá thì thôi. Lát nữa. Bây giờ đau không cúi, mà lát nữa sẽ xem có cúi được không. Rồi bây giờ đưa chân lên đo chân. Em đặt hai chân lên. Rồi chúng ta đo chân nha. Rồi cứ đặt tự nhiên nhé. Rồi không thẳng được, cứ để tự nhiên đi. Rồi. Rồi mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này, cái chân này. Một chân thì duỗi thẳng được, còn một chân thì đau mà co cong lên và không có duỗi được. Do đó thì đương nhiên là chân cao chân thấp rồi.